Thị trường phiên giao dịch vừa rồi có trạng thái mở gấp ấp vào đầu phiên nhưng cuối phiên bị bán rất mạnh và đóng cửa thấp nhất phiên. Vậy liệu thị trường ta có xấu hay không? Cũng như liệu thị trường ta có đợi hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay thì các bạn thấy thị trường chúng ta đang giữ một cái xuống tăng về trung và dài hạn cũng như ngắn hạn cũng là xuống tăng và khi thị trường chúng ta đi lên gặp lại cái cụm cản là cái vùng 1280 vùng 1300 điểm là vùng cụm cản rất mạnh tiểu tố điều chỉnh hoặc là bị bán ngược trở lại là việc hết sức bình thường tại vì trên đây chắc chắn sẽ có những ông đang kẹp hàng muốn ra cũng như có rất nhiều tư tham gia ở vùng đáy hoặc là đáy này sẽ có những cái lượng lãi muốn ra và khi hai nguồn cung bắn ra thì nó bị bán ngược trở lại là việc hết sức bình thường cũng như đoạn này nó sẽ cần một cái biên độ sai quay trở lại để giúp cho chúng ta hấp thụ hết nguồn cung đó thì mới bước vào một nhịp tăng cực kỳ mạnh mẽ được và đối với mình đoạn này thì chúng ta cũng đã có những trạng thái tạo sóng và bắt đầu xuất hiện những dòng dẫn dắt rồi nên thị chúng ta nó cân bằng về phiên sẽ đi lên chứ sẽ không đặt đỉnh độ này thì các bạn thấy yếu tố thứ nhất các bạn nhìn qua dòng ngân hàng đi đã có những con cổ phiếu đi lên rồi các bạn thấy những con cổ phiếu đầu tiên đi lên là con nam á banh đúng dạ rồi sau khi con nam á banh nó đi lên nó bắt đầu nó gãy rũ và cân bằng nhớ lại thì bạn thấy tiếp tục là con ctg nó bật tăng ctg bật tăng xong bắt đầu các bạn thấy cái phiên này chúng ta bị bán cục đầu và của viên thì con acb lại tăng thì các bạn thấy những cổ phiếu ngân hàng nó lần lượt đi lên như thế thì chứng tỏ chúng ta, ta ổn chưa thì chúng ta ổn rồi thì các cổ phiếu ngân hàng mới đi lên chứ chả có thị trường nào ấy mà cái cổ phiếu ngân hàng nó ổn mà thị trường không ổn cả Các bạn có thể nghiên cứu tất cả các cái trên thị trường đi Lúc nào chúng ta đi lên Thì ngân hàng sẽ là dòng dẫn dắt cho chúng ta đi lên đầu tiên Nên bạn thấy đoạn này chúng ta nó tương đối ổn Rồi tiếp tục các bạn nhìn qua cái gì ạ? À? những cổ phiếu như Vinamilk này Các bạn thấy con Vinamilk này dòng tiền vào mạnh không Dòng tiền vào tương đối mạnh mẽ như thế này này rồi khi đi lên gặp lại cản và ở đây là cái dòng tích lũy và sao của nó thì bạn thấy dòng tiền của tổ chức họ mới và họ đã lên thì làm sao mà có thể hốt ra được trong vài phiên hoặc là khi nó gặp lại cản như thế này nên đó mình ở đây nó cũng đang là trạng thái tích lũy này và khi những cổ phiếu này tích lũy xong và nó chỉ cần rũ bỏ lại một nhịp ví dụ ở đây nó quay lại vì Tết hỗ trợ là nhịp thì nó sẽ vào phát tăng thì con vinamil này nó tương tự như con mrg ở đoạn phía trước ấy các bạn thấy đoạn này này con mrg nó có những trạng thái gì ạ à? nó khớp lệnh những cái von khá to đúng giờ hai cái von cực kỳ to thì đây là chắc chắn là dòng tiền tổ chức họ vào họ đỡ tại vì đây 10 người thì chín người bán ra thì ở đây các bạn đặt câu hỏi ai là người mua vào chủ tổ chức còn mua vào và khi tổ chức họ vào dòng tiền và bắt đầu họ dùng dòng tiền của họ họ đẩy giá cổ phiếu lên và khi đi lên nó gặp lại cản thì nó sai quay trở lại việc hết sinh thường và những con cổ phiếu này các bạn thấy nó sai quay nó rũ bỏ nhịp nó rút chân lên cái thì nó lại tiếp tục và phát tăng thì bạn thấy vinamilk nó đang có cái phân tương tự như g thì nó cũng là một trong cổ phiếu có thể giúp chúng ta đi lên đằng sau đúng vậy? nên các bạn thấy thì chúng ta bây giờ nó nó có rất nhiều cổ phiếu nó muốn dẫn thì chúng ta lên thì làm sao thì chúng ta cứ tốn mà nó có thể mở biên nó rơi sau được hay bạn nhìn thêm một con nữa là con vét mờ các bạn thấy đoạn này này vô nó vào mạnh không vô đây nó vào cực kỳ mạnh này, đúng chưa bạn ở đây gọi là cái gấp gì ạ dạ? gấp úp gọi là gì ạ dạ? gấp úp gọi là xung lực và khi cái gấp úp này nó bật tăng các bạn thấy đi nó tăng lên như thế này nó gặp lại cản thì ở đây nó sai quay là việc bình thường còn ở đây các bạn thấy đi tổ chức họ phân phối làm sao phân phối họ khi mà họ cần gom hàng một cái đoạn thật là dài và lên lên đây họ phân phối thì phân phối cho ai rõ ràng cái vô nó bé tí như thế này này dài ông nào dám mua ở đây làm sao dám mua nên ở đó mà nó đây nó chỉ là trạng thái rũ bỏ cân bằng để có thể bước sống mới và bạn thấy vài con trụ và vài con hàng nó đi lên như thế thì chúng ta ổn hay không đương nhiên là ổn rồi nếu chúng ta phân phối là rất nhiều cổ phiếu nó đi xuống trước so thì đường chung chứ không phải là thì chúng ta nó phân phối mà các cổ phiếu lại lần lượt thay nhau đi lên nó sẽ không đúng hoặc bạn nhìn qua con HCM thôi nếu như chúng ta xấu thì con cổ phiếu HCM sẽ không tăng lên tại vì sao ạ tại vì nó là mang những trạng thái nhạy nhất của thị trường cũng như nó là dòng cổ phiếu đầu cơ và khi mà cái thị trường tay xuống thì các cổ phiếu đầu cơ nó phải đi xuống trước các bạn nhìn lại các chu kỳ phía trước các bạn nhìn lại chu kỳ năm 2022 hoặc là cái chu kỳ mà năm 2023 đi bởi ví dụ như đoạn này này có phải là dòng chứng khoán đi xuống trước ông VCI này thị trường này nó rơi khoảng tháng tư mà VCI tháng mấy nó rơi rồi nó rơi tháng 11 năm 2021 hay bạn thấy á, SG nó đã rơi trước thị trường bạn chắc ở đây này tháng 10 nó rơi mà chúng ta tận tháng 4 nó mới rơi đúng dạ hay bạn thấy thêm vài cổ phiếu khác đi các bạn nhìn qua những cổ phiếu của dòng gì nữa dòng dòng ngân hàng đi ví dụ bạn thấy STB đi thì chúng ta rơi khi nào đây là khoảng tháng 4 nó mới rơi mà ngân hàng tháng mấy rơi tháng 1 đã rơi rồi còn bản chất độ này các cổ phiếu gì ạ nó lên trước nè chứ đâu phải là nó rơi đâu nên bạn thấy thị trường ta nó đang có những trạng thái tích lũy như thế và phía sau về thị trường nó có một cái câu chuyện về nâng hạng thị trường chứng khoán nó cũng là cái động lực giúp chúng ta có thể bật tăng trong thời gian sắp tới đoạn này trong gọi là trong sớm thôi thì đánh giá khoảng là từng 1 đến hai tuần sắp tới thị trường ta nó rất dễ dàng có khả năng nó vượt nghìn ba tại mình thấy rất nhiều cổ phiếu nó đang có những cái form khá là đẹp rồi tiếp theo chúng ta phân tích về tâm lý hành vi đi tại vì trên thị trường chứng khoán này nó chỉ có hai phe thôi một là phe tổ chức hai là đầu tư cá nhân và đoạn này bạn phân tích đi nhờ tư cá nhân mua nhiều hay tổ chức mua nhiều mình đánh giá đoạn này tổ chức là người mua nhiều tại vì bạn thấy đoạn này rõ ràng rằng ấy nhà tư mua vào là bị chỉnh mua vào là bị chỉnh mua vào, là bị chỉnh, mua vào là nhiều bị chỉnh và mua nhiều vào bị chỉnh và khi năm lần bị lực mua vào bị chỉnh thì bạn thấy đi khi nó lên lại đỉnh dám mua không đương nhiên không dám mua rồi vẫn tưởng tượng giống như những phần khác này tưởng rằng ở đây là gì à tưởng rằng ở đây là tạo ra một đỉnh này ở đây tạo ra đỉnh hai này sợ không dám mua thì sao à thì tổ chức không mới mua và khi tổ chức họ mua vào sao họ gom khách hàng lúc nhờ tưởng muốn mua vào, sao thì nó đã ở trên cao rồi và khi trên cao bạn mua thì sao cái mức độ rủi ro sẽ cao nên đoạn này khi chúng ta nó xuất hiện mùa nổ đà thì cái nguyên tắc đầu tư của chúng ta là gì là chúng ta phải tập trung vào vào gì ạ à? tập trung vào cổ phiếu là chính chứ không phải là chúng ta cứ cố gắng chúng ta cứ nhìn vào chỉ số các bạn nhìn vào chỉ số được cái gì các bạn thấy đây là bùng nổ đà này thì bạn cứ tập trung vào cổ phiếu thôi các bạn nhìn vào cái chỉ số thì bạn sẽ sinh ra tâm lý là lo lắng sợ hãi và khi bạn lo lắng sợ hãi bạn không dám dài thì sao có rất nhiều cổ phiếu nó đã đi đâu khoảng 15 đến 20 trăm và trong thị trường chứng khoán này các bạn mua là mua gì mua cổ phiếu không phải mua vào index đâu nên đối mình khi chúng ta nó đang giữ cái thế tăng như thế này và dòng tiền nó vào mạnh mẽ như thế này và cái chạc từng nó cũng là một cái chạc tương nó đẹp thì các bạn cứ tập trung cổ phiếu mình thôi còn bây giờ lúc này sẽ sai quay thêm một vài phiên là được đúng vậy? mình ví dụ bạn thấy mô hình vai đầu vai nó hình thành đi mình ví dụ cho bạn một cái mô hình vai đầu vai ví dụ như đây đi mô hình vai đầu vai nó hình thành này ví dụ ở đây bạn thấy vai này đúng vậy dạ. và đây là cái đầu này và đây là cái vai này và đặc tính của cái vùng vai gì ạ à? cái vùng vai ở bên phải này sẽ như nào có phải đi lên lên luôn không đương nhiên là không lên luôn rồi bạn thấy này một cái cây khớp lệnh to không? khớp lệnh von to đùng này nó bán cục đầu cuối phiên này thì cái động sao nó sẽ như nào nó sẽ sai quay lại như này này nó sẽ cần sai quay nắp thụ và hôn của nó cứ càng ngày càng kiệt lại dần nó xuất hiện cái rũ bỏ này nô no sụp tích cung này nô no sụp này break out này thì nó sẽ vào gì nó vào sóng tăng đó nên bây giờ là đoạn gì các bạn phải gì ạ các bạn phải gom hàng dần các bạn phải làm gì ạ các bạn phải lấy vị thế dần và cái tỷ trọng hợp lý đoạn này là 50 đến 70 phần trăm là cổ phiếu rồi chứ không phải là lúc thì chúng ta nó lên trên cao các bạn mới đánh những tỷ trọng cao thì nó sẽ đi đi sai về cái quy mô vốn các bạn phải biết rằng ấy, trong thị trường chứng khoán này các bạn đánh thì bạn phải biết đi quy mô vốn sao đúng ví dụ như ở dưới đáy sợ thì bạn đánh nhiều vào ví dụ như ở dưới đáy dưới này các bạn đánh nhiều vào và lên trên cao sao ạ thu hẹp vốn lại chứ bạn thường thường ở dưới đây này đánh ít lắm nhưng mà càng lên cao sao ạ các bạn càng ngày càng căng nguyên mua vốn tại vì sao ạ tại vì bạn thấy thì chúng ta dễ ăn cứ mở mở mắt ra là thấy lại mở mắt ra thấy lại càng ngày càng dễ ăn thì lên trên cao bạn mới bắt đầu bạn đánh nhiều vào các bạn bán hết tài sản bạn onin phunogin và chỉ cần đi một cây thôi thì các bạn thấy đi rõ ràng tài khoản của bạn sẽ đi rất sâu nên vì sao khi chúng ta đánh ấy, là chúng ta phải cần đánh đâu ạ? À? Đánh ở đây đá thật nhiều và đánh ở đỉnh ít lại thì đoạn này mình đánh giá nó cũng đang là vùng dịa ở chân sóng thì chúng ta cứ tập trung cổ phiếu tham gia, nếu thắng sẽ thắng lớn, nếu thua thì bạn thua rất ít. Nếu mà đoạn này nếu mà kịch bản xấu nhất nó xảy ra là gì? Nó gãy đâu ạ? À? Nó gãy một nghìn, hai trăm. 10 điểm thì cùng lắm cắt lỗ đi về các bạn lỗ đâu khoảng là 5 7 trăm hoặc là 10 trăm thôi nhưng mà nếu bạn thắng thì sao các bạn sẽ thắng một chu kỳ tại vì khi nó vào pha tăng á, và đoạn này á, nếu nó vào pha tăng thật ấy thì bạn thấy rõ ràng rằng đi các cổ phiếu sẽ tăng từ 50 đến 70 trăm và khi các bạn thấy đi cái mức tỷ lệ lợi những rủi ro thì lợi rủi ro nó hiện tại nó đang rất bé và lợi nhuận rất lớn thì đoạn này bạn có dám vào các bạn tham chiến không thì bạn đặt câu hỏi như thế thôi thì bạn có thể tự có câu trả lời bây giờ nên mua hay là nên bán rồi bạn thấy việc mặt tâm lý hành vi đoạn này đi tổ chức không phân phối phân phối cho ai ai cũng lo lắng ai cũng sợ hãi vừa về đây này người ta vừa bán ra trên đây đu lại dài bữa rượu rượu lại bắt đầu nhảy ra tưởng chừng hai đỉnh lại bắt đầu nhảy ra thì sao thì lúc đó là cái đoạn gì ngon nhất để bạn nhảy vào đấy đó nên bạn phải lưu ý cái kịch bản thì chúng ta sẽ đi ngang ngang thời gian sẽ bắt đầu nó kéo trong các tuần tới còn bây giờ mình sẽ phân tích về cổ phiếu nhiều hơn thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích qua vài dòng đi hiện tại bạn thấy dòng ngân hàng ấy, thì mình đánh giá hiện tại nó đang bắt đầu có sóng rồi đó thì cái dòng này sẽ là dòng những nhắc chúng ta vượt nghìn ba và một cái dòng khác nó sẽ leader giúp thì chúng ta có thể lên một cái ngưỡng cao hơn thì các bạn thấy những cổ phiếu như con gì ạ? À? ví dụ như con um, con ctg đi dòng tiền nó vào khá mạnh mẽ thì bạn thấy cái dòng tiền nó vào mạnh như thế này này đúng giờ các bạn thấy trend của nó thì nó vẫn trên lên tăng đúng giờ và khi một cái dòng tiền nó vào mạnh mẽ và ở đây nó là cái dùng tích lũy và xe quay và đây là khi nó tạo ra vùng tích lũy và xe quay dòng tiền vào như thế này này thì bạn thấy rõ ràng dòng tiền giờ muốn thoát ra thoát ra được hay không ví dụ như ở đây bạn thấy là vùng dòng tiền vào và khi đi lên cao nó sẽ có một cái gì ạ cái lượng lực cầu của tổ chức hóa hấp thụ những nguồn cung do tư kẹp hàng bán ra này nhà tư đang có lại bán ra này và khi hấp thụ những nguồn cung đó thành công bằng cái vùng cân bằng và khi vùng cân bằng nó xuất hiện các bạn thấy đây nó cạn dần nó xuất hiện đến điều gì ạ? no supply Bar này đúng giờ tết cung ba no Supply tết cung thì những phiên này nó biểu hiện là gì là cái lực cầu đang được cái bên tổ chức họ hấp thụ đúng già dạ? và lực cầu là lực cầu chủ yếu đến là từ tổ chức và họ đang kiểm nghiệm lại lượng cung rất thành công thì các bạn thấy đi nếu các bạn là tổ chức thì các bạn kiểm nghiệm lượng cung cách nào có phải là các bạn đem cái lượng hàng bạn bán xuống không nếu mình tổ chức mình sẽ đem cái lượng hàng mình bán xuống bán xuống để làm gì có phải là bán xuống để cho cái lượng cung hàng xem nhà đầu tư nhân có nắm giữ hàng nhiều hay không nếu đầu tư nắm giữ hàng nhiều ấy, thì bán ra nhà đầu tư sẽ bán theo bán theo giá sẽ như thế nào giá cổ phiếu sẽ giảm và kèm vô nó sẽ to nhưng tại sao bạn đánh giá đây tại vì sao xuất hiện những cây vô này vô bé tí vô đây bé tí là chứng tỏ gì à? đây là vùng tổ chức họ đã hấp thụ tất cả lượng cung rồi, và khi họ thấp tụ tất cả lượng cung sau thì mới bắt đầu họ đã lên nhiều tôi mua mua giá cao và khi nó đánh lên như này các bạn hiểu rằng các bạn chất cổ phiếu nó gặp lại cản đây thì ở đây nó sẽ còn một vài cái lượng cung bé bé này và khi cái nguồn cung này bé bé xuất hiện sau thì tổ chức họ phải cần gì hấp thụ lại bằng một cái vùng cân bằng nữa mới tiếp tục đánh chứ bạn đòi đánh hoài làm sao đánh hoài nên đó mình ở đây sẽ cần tích lũy xe quay thêm nó cân bằng dòng tiền nó lên nó sẽ tiếp tục xuất hiện để mua và đoạn này đó mình thì các bạn cứ chờ kiên nhẫn nó chỉ cần dòng tiền vào là bạn có thể tham chiến ở cái nền kiến tạo số 2 tiếp tục ví dụ như các bạn chọn một cái điểm mua thì các bạn phải biết vì sao mình mua vì sao mình bán mình ví dụ cụ thể như một cái cổ phiếu con DGC của mình năm giao dịch năm 2022 thì mình sẽ giao dịch như thế nào mình ví dụ cho bạn này dễ anh dung này ví dụ như các bạn lỡ các bạn lỡ cái điểm mua đi thì bạn có sợ bỏ lỡ hết nguyên cơ hội một chu kỳ tăng đó hay không các bạn đừng bao giờ bạn sợ một cái tâm lý gọi là bỏ lỡ cơ hội tại vì tâm lý đó là cái tâm lý giúp cho bạn gì mua ngay đỉnh và bán ngay đáy mình ví dụ cái điểm mua đẹp nhất của cổ phiếu ví dụ như các bạn lỡ các bạn không mua được cái điểm từ cái nền đầu tiên đúng như cái nền này cái nền đầu tiên các bạn không mua điểm này thì các bạn có thể mua từ cái nền kiến tạo số 2 thì ở phải này là cái nền kiến tạo số 2 không và khi bạn mua từ cái nền kiến tạo số 2 thì đâu điểm mua có phải đây cũng là xuất hiện tín hiệu gì no support đây là test cung này đây cũng là test cung này thì đây là điểm break thì đây là cái điểm gì mua tại nền kiến tạo số 2 và khi bạn mua được cái nền từ kiến tạo số 2 thì bạn thấy đi lên và khi nó điều chỉnh có khi nào vi phạm cái điểm stop loss không nó sẽ không vi phạm điểm stop loss đúng giờ à? và khi không vi phạm điểm stop loss thì sao các bạn cứ giờ stop loss lên để bạn thấy các bạn có thể nắm giữ nguyên trên không phải bạn nắm giữ được nguyên trên không rõ ràng nắm giữ được nguyên trên đúng còn lỡ các bạn mua sai điểm thì sao ví lên trên đây các bạn thấy phô mô đuổi giá này mua đâu trên đây này bắt đầu rủ về đây cầm được không có nhiều bạn thì cầm được nhưng mà có nhiều bạn lại cầm không được tại vì mua ở đâu trên cái cây này thì bạn thấy rõ ràng rằng khi nó gãy dưới đây thì phải cắt lỗ rồi đúng chưa và bạn khi mà bạn cắt lỗ đây thì sao cắt lỗ ngay đấy còn đối với những điểm mua chuẩn mua điểm này hoặc mua điểm này thì sao các bạn vẫn có thể nắm giữ qua những nhịp điều chỉnh của nó đó nên vì sao khi chúng ta tham gia thì chúng ta phải chọn điểm mua sở chuẩn thì đối với con MBB hay là con ACB hay CTG bạn thấy đi cái điểm mua chuẩn của nó hiện tại nó xuất hiện chưa hiện tại cái điểm mua chuẩn của nó thì cái điểm mua nào thì có phải điểm mua này điểm mua chuẩn không và khi bạn thắng bạn sẽ thắng rất lớn còn nếu bạn sai thì bạn sẽ thắng rất nhỏ và khi bạn mua điểm mua này thì bạn cứ cầm nắm và chặn lãi giữ lại thôi còn ở đây muốn mua cái điểm mua số 2 thì sao thì chúng ta phải chờ cho nó sai quay nó cân bằng nền dòng tiền một nổ lên thì bạn có thể là tham gia ở cái nền kiến tạo số 2 chúng ta sẽ không vào trong thị trường chứng khoán này hôm nay không tham gia được thì ngày mai tham gia ngày mai không dây được thì tháng sau tham gia quan trọng cái điểm mua bạn phải chuẩn và nó phải đúng bộ phương pháp và nguyên tắc để bạn đầu tư và đầu tư trong cổ phiếu này thì sao ạ thì chờ cái tính cân bằng nó bạn mới tham chiến được đúng giờ thì đó mình thì dòng ngân hàng đang có những tín hiệu bao sóng ở đấy nên bạn có thể lưu ý dần tiếp tục lòng ACB này. các bạn nhiều bạn nói là con CTG nó mạnh nhưng mà đối với mình ấy, mình đánh giá là có ACB nó đang mạnh hơn và các bạn biết tại vì sao mình nói nó mạnh hơn không tại vì nó là một trong cổ phiếu ấy, nó vượt đỉnh đầu tiên và nó cũng là một trong cổ phiếu hiện tại nó có một lực đánh gọi là mạnh nhất <laughs> thì mình sẽ lấy một ví dụ cho bạn dễ dung ấy là các bạn coi kênh mình thì các bạn phải học được những kiến thức thật là hay để bạn có thể là áp dụng trong cái quá trình đầu tư của bạn và kênh mình ấy chủ yếu ấy là mình muốn cung cấp và cũng như là bồi bổ về những kỹ năng cho bạn để sau này để các bạn biết vì sao bạn mua vì sao bạn bán cũng như là chọn được cổ phiếu mạnh để bạn đầu tư để có thể tối được tối ưu hóa cái biên độ liền của bạn chứ không phải là các bạn đầu tư các bạn cứ nghe này mua cái bán rồi cứ mua mua bán bán liên tục thị trường sẽ quay và bạn teo hết tài khoản và cũng như các bạn sẽ không có cái chính kiến riêng thì bạn đầu tư sẽ không bao giờ thành công được nên ấy bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để xác định cổ phiếu mạnh thì bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn một cái so sánh thôi ví dụ bạn nhìn con FTS ví dụ như con FTS này bạn thấy đi so sánh với đỉnh mọi đại của nó thì bạn thấy ở đây này cái đỉnh mọi đại của nó là đâu ví dụ như cái lúc mà nó chưa vượt thì đỉnh mọi đại của nó là vùng giá 37 đúng vậy, Đây là giá 37. Và bây giờ mình chưa biết giai đoạn phía sau nó như thế nào. Và bây giờ mình cứ làm cái phép so sánh thôi. Mình ví dụ như ở đây, các bạn thấy càng gần đỉnh sao ạ? Thì bạn thấy lúc mà bạn mua cùng một thời điểm với con cổ phiếu SSI thì con nào sẽ mạnh hơn? Có phải là con FTX mạnh hơn không? Các bạn thấy đi ở đây này. Các bạn chiếu qua đây thì cái đỉnh của nó lúc trên đây thì nó vẫn chưa vượt đỉnh. Nhưng con FT nó vượt đỉnh thì bạn mua cùng thời điểm đi thì con nào nó sẽ mang lại biên độ lợi nhuận lớn hơn? Ví dụ các bạn mua cùng thời điểm từ đây tới đây, lúc đó đạt đỉnh, đúng giờ nó đạt khoảng 18 mà trong khi đó các bạn thấy đi, cũng một thời điểm bạn mua. Các bạn mua đâu thời điểm này này với con FTS. Lúc đặt đỉnh bạn đặt bao nhiêu phần trăm? Cứ phải từ đây lên tới đây không? 64%. Và tại vì sao cổ phiếu nó vượt đỉnh nó lại tăng mạnh như thế? Các bạn có đặt ra câu hỏi như thế không? Khi mà mình mua, à, mình thắc mắc tại vì sao cổ phiếu này mạnh hơn cổ phiếu kia thì mình phải đặt ra câu hỏi, à, câu hỏi đó à, tại vì sao nó lại như vậy? Thì bây giờ nếu bạn nghiên cứu kỹ thì những cổ phiếu ấy càng lên cao nó sẽ càng mạnh. Tại vì khi nó đi lên cao nó vượt đỉnh rồi các bạn thấy đi, ở trên đây nó có cản không? Ở đây thì làm gì có cản, ở đây làm gì có nguồn cung nữa đâu. Tại vì nó không xuất hiện cái nguồn cung của nhà đầu tư kẹp hàng bán ra, nó chỉ xuất hiện nguồn cung chốt lại thôi. Và khi cái nguồn cung đó nó bắt đầu nó vơi đi và nó ít hơn sao thì nó sẽ dễ dàng tăng và nó thông thoáng hơn. So với cái, cái nguồn cung của con SSI thì bạn nói đi, lên lên đây này, bắt đầu ngay này gặp cản, lên đây gặp cản, lên đây lại gặp cản, lên đây gặp cản sao nó sẽ có nguồn cung trên đây nó bán ra. Nên vì sao những cổ phiếu mạnh đó, nó luôn luôn nó vượt đỉnh, họ là nó ở trên cao chứ nó sẽ không ở dưới thấp nên khi mà tham gia trên thị trường chứng khoán này nếu trong cùng dòng thì chúng ta phải chọn ở con ở trên cao để chúng ta đánh chứ chúng ta đừng có đánh những con dưới thấp nó là như thế đó nên vì sao các bạn tham gia các bạn phải chọn cổ phiếu mạnh mà tham gia hoặc các bạn nào mà nghiên cứu sâu ấy về cái phương pháp của ông mắt mini ấy ổng thường ấy thứ nhất là ông mua cổ phiếu cách đỉnh khoảng 15 thứ hai là ông sẽ mua cổ phiếu vượt đỉnh chứ sẽ không bao giờ mua một cổ phiếu nó cách đỉnh quá xa đó nếu mà theo phong cách của ông mắt mini là vậy và ông mắt mini các bạn biết là ai không là nhà vô địch nước mỹ năm năm liền liên tục đó và ông đó là một trong những cái quyền thoại của chứng khoán Mỹ ở thời điểm hiện tại luôn nên vì sao các bạn có thể là follow những ông đó để bạn nghiên cứu ở cái cách đánh của ông như nào để bạn có thể là học được những cái hình công để bạn có thể thành công theo những người đó nên vì sao nó có ACB lớn mạnh này thì bạn thấy sao nó vượt đỉnh mọi đại có thấy cái đỉnh nào đó không các bạn coi có kéo chặt tuần chặt tháng đi không thấy cái đỉnh nào hết trơn nó giờ và khi bạn không thấy cái đỉnh sao thì rõ ràng như thế nào thì cổ phiếu đây cổ phiếu mạnh thì bạn thấy điểm mua của nó xuất hiện chưa điểm mua nó xuất hiện chưa đây này dòng tiền vào thì đây để mua nó thì ví dụ như các bạn thấy mua được đúng điểm này thì các bạn sao cứ nắm giữ thôi còn kiểu gì kiểu thì nó cũng sẽ sai quay tích lũy trở lại nó sai quay tích lũy trở lại được sao thì sẽ có điểm mua mới mình ví dụ bạn dẫn dung đi ví dụ như bạn thấy một cổ phiếu nó bắt đầu nó xuất hiện cái tín hiệu để bạn tham chiến thì bạn thấy ở đây đi có những tín hiệu để bạn tham chiến thì bắt đầu nó break lên thì ở đây nó sẽ sai quay trở lại này thì nó sẽ có điểm mua cho bạn hoặc là bạn thấy ở cổ đây đi cổ phiếu nó bắt đầu nó có những trạng thái break lên để mình kiếm đi ví dụ như ở đáy nó bắt đầu bật tăng lên đây này ví dụ như ở đây nó bật lên thì bạn có những điểm mua ở đâu có điểm mua ở đây cái nền kiến tạo số 2 chứ bạn cũng sẽ không nên phô mua ở đây tại vì phô mô ở đây thì sao nó bắt đầu nó chỉnh xuống thì bạn sẽ rất dễ dàng dính những nhịp stop loss nhưng mà khi bạn mua ở đâu đây các bạn thấy đi khi đi lên có vi phạm stop loss không không nó sẽ không vi phạm đúng giờ nó cứ đi lên nó đi lên nó đi lên, đi lên đi lên liên tục đó nên vì sao các bạn thấy đây những cổ phiếu ấy nó xuất hiện điểm mua chuẩn thì bạn phải nhảy vào mua và khi bạn mua và bạn nắm giữ và bạn cứ đặt stop loss nếu bạn thắng bạn sẽ thắng rất lớn và khi mà bạn thua sao bạn sẽ thua bé thôi nên đó mình cổ phiếu này đã vào sóng và vào trên và nó trụng trong là một trong những cổ phiếu top một của dòng ngân hàng thì bạn có thể là tham chiến đối với cổ phiếu này nếu ở đoạn phía sau nó có những trạng thái nó sai quay hoặc tích lũy trở lại nên có thể lưu ý đối với acb còn mẫu hình của nó thì đó mình cũng sẽ đồng hình rất thành công mỗi nền tảng nền tảng giá đây nền một này tiền lớn đánh này nền hai này tiếng không đánh này đây nền số 3 này tiếng không đánh này và nó đang chuẩn bị bước vào cái nhịp chạy mạnh của nó nên bạn có thể lưu ý được đối với con ACB nó là cổ phiếu mạnh đấy rồi tiếp tục con NAB này thì bạn thấy nó bị bán ngược trở lại thì nó có gì gọi là chúng ta thấy quá xấu không? Tại vì bản chất con này nó có bao cung thứ hai nó bị cơ cấu quỷ nên bạn thấy cái bị cái yếu tố bị bán vân to là việc bình thường và cái trên nó thì nó vẫn chịu trên lai tăng đó. nó có gì quá xấu không? không đó mình sẽ chả có gì quá xấu trên của nó vẫn trên lai tăng đây bạn thấy dòng tiền vào ở đây bắt đầu nó quay lại tết ở đây là bình thường nó ở đây nó sẽ xoay quay xoay quay vài phiên thì lại tiếp tục lên ví dụ như đây bạn thấy bị bán ngược trở lại này bạn lo lắng bạn bán ra bán ra là sao bán ngay đấy bạn nhất cổ phiếu bao cung thì bạn mua được bạn nắm giữ thì bạn phải nắm giữ luôn chứ không phải là ở nó rủ về đây nó chưa vi phạm gì hết thì bạn bán nguyên tắc là nó chỉ yêu cầu nó không gãy được cái vùng này này nó không gãy vùng giá khoảng 15 năm thì bạn có thể nắm giữ nếu mà nó gãy 15 năm thì bạn phải bán tại vì sao tại vì nếu gãy 15 năm thì sẽ gãy hỗ trợ thì sẽ bước vào một cái nhịp giảm mạnh nên còn nói cổ phiếu này nó không giảm sao thì nó vẫn có thể cân bằng đi lên nó nên vì sao có thể nắm giữ được tiếp tục là những cổ phiếu con gì ở đây con mbb cũng là một trong cổ phiếu đánh giá cũng khá là đẹp tại vì sao đánh giá con mbb là cổ phiếu đẹp tại vì nó cũng mang mô hình cốc tay cầm ở đây là cốc này đây tay cầm này và khi nó tạo ra tay cầm ấy thì ở đây các bạn thấy đi nó lên nó gặp lại cản thì nó sẽ có những cái nguồn cung thì ví dụ như mình ở đây mình sẽ loại hết bỏ hết cùng cụ vẽ này các bạn nhìn vô này ở đây sẽ có nguồn cung vô tôi kèm hàng bán ra này có tôi đang có lại bán ra này hay cũng bán ra sao thì sẽ cần tích lũy xe quay thì nó cũng là cái phương của cốc tay cầm thì cốc tay cầm cũng là một mô hình rất gọi là thành công trong thị trường chứng khoán này thế đây là cốc này và đây tay cầm này và bạn thấy đi mẫu hình cốc tay cầm thường khi nó sẽ tạo ra thì nó đâu phải lên luôn đâu các bạn muốn nó lên luôn nó đâu phải lên luôn được tại vì nó phải cần hấp thụ cung cầu này kia kia nọ nó mới lên các bạn đầu tư trong thị trường chứng khoán các bạn phải cần kiên nhẫn tại vì các bạn biết rằng là cái thị trường chứng khoán này là thiết bị chuyển tiền từ nhà tư thiếu kiên nhẫn sang nhà tư kiên nhẫn và các bạn phải hiểu là cổ phiếu ấy khi nó tạo ra mô hình cốc tay cầm ấy, nó sẽ luôn luôn có một cái đường xoay quay thì mình sẽ lấy ví dụ cho bạn dễ dung về mô hình cốc tay cầm ví dụ như ở đây là cốc tay cầm đi ví dụ ở đây là cốc này đúng giờ và đây là cái tay cầm một khi nó tạo ra cốc tay cầm thì bạn thấy nó bị bán ngược trở lại là việc bình thường và khi nó bán ngược trở lại thì tạo ra gì cái vùng xe quay và khi sai quay thành công nó xuất hiện nô sụp này tết cung này dòng tiền nổ lên thì bạn sẽ tham gia hoặc bạn có thể tham gia đâu ạ à? bạn có thể tham gia tết cung nó là điểm mua đẹp chứ không phải là nó nó nó, nó bắt đầu nó sai quay đây bạn tham gia thì nó sẽ chưa phải điểm mua mới mà bạn phải chờ gì chờ tín hiệu dòng tiền vào hoặc bạn bạn chờ tín hiệu sai quay hoặc ở đây nó sai quay trở lại cũng là việc bình thường thôi và dòng ngân hàng nó sai quay lại thì thì chúng ta sẽ sai quay lại nhưng các dòng khác cũng sẽ có thể nó bật tăng lên chứ không phải là nó đi theo cái dòng banh nó sẽ có sự phân hóa như vậy nó nên vì sao mình đánh giá là dòng banh đang có tín hiệu vào sống đấy thì có thể lưu ý được hoặc là bạn thấy con hd banh đi các tay cầm nó diễn ra đi đây là hd banh này đây có tay cầm nó ví dụ như bạn thấy đi nó bật tăng lên nó bị bán ngược trở lại thì nó đâu phải là nó nó lên luôn đâu mà bạn thấy tại vì lên đây nó gặp cung này sao bắt đầu sai quay nó rủ bỏ nhịp này bắt đầu mới vào sóng này thì đây cốc tay cầm thì đương nhiên là cái phần cuối cái cấp của nó thì nó phải có gì cái nhịp rũ hơn nhịp cân bằng để áp thụ lượng cung nữa mới hợp tăng nên vì sao con mbb này bạn có thể là chú ý ở đoạn sau được con mbb nếu mà dòng tiền vẫn lên thì bạn vẫn có thể tham chiến dòng ngân hàng bắt đầu có sóng rồi đó nó cũng sẽ là những cái dòng có thể giúp thì chúng ta nó vượt nghìn ba điểm nên những dòng này bạn có thể lưu ý và khi đánh xong dòng banh thì bạn mới bắt đầu bạn cơ có dòng tiền để chuyển qua cái dòng khác để bạn đánh nó sẽ đánh luân chuyển dòng tiền liên tục thì bạn hiểu rằng ấy, trong thị trường chúng ta nó sẽ là cái gì một cái sự gọi là chu kỳ nó sẽ tiền chuyển dòng này xong khác bạn thấy đi lúc mà dòng banh đánh thì đâu còn tiền đánh dòng khác và khi dòng banh đánh không bắt đầu ngưng lại mới bắt đầu dòng tiền nó sẽ chuyển dòng qua mít cáp và mít cáp nó đánh xong mới bắt đầu chuyển qua bên này bên này đánh xong thì nó sẽ hết chu kỳ thường nó sẽ như thế nên vì sao bạn thấy dòng tiền chuyển liên tục nên đoạn nào có sống nào thì bạn ăn xong đó trước đã ăn xong bắt đầu no bụng bắt đầu chuyển qua khác để bạn đánh và tiếp tục chúng ta sẽ đi qua thêm những cổ phiếu khác của dòng ngân hàng đi nó có xấu hay không mấy bạn nhìn qua con gì ở đây nhìn qua con tích uh, cơm đi tích cơm thì ở đây bạn thấy xấu không ở đây đánh giá nó không hề xấu ở đây cái pha watch out này bạn đặt câu hỏi ở đây à, dòng tiền em mua vào ở đây chục ông đã chính ông bán ra này chính ông bán ra ở đây tổ chức không mua vào và khi tổ chức không mua vào thì cổ phiếu vật tăng và đây đã test hai đã thành công hướng lên này và bạn thấy khi đi lên sau nó gặp lại cản thì kiểu gì kiểu nó sẽ có những trạng thái sai quay, hoặc là có những nhịp test lại đây này nó cân bằng một thời gian thì dòng tiền bùng nổ lên thì nó sẽ vào sóng các bạn nào có với đối với con tác cơm bánh, thì nắm giữ bình thường ví dụ nó đánh đánh bọn này này các bạn thấy đi nó rủ gọi là thật là sâu này nó gom hàng xong này đúng giờ bắt đầu này nó quay lại nó test bắt đầu nó tăng lên và khi lên gặp cản nó phải sai quay nó rủ bỏ thời gian này dòng tiền vào cái nữa thì sao nó sẽ vào sóng nên bạn nào có cái nắm giữ muốn mua mới sao chờ cái dòng tiền này này chúng ta tham chiến lại được cách công nó vẫn đang vào thích ăn mà nó có xấu gì đó bạn MSB nếu bạn nhìn MSB đi cũng là một hình gì một hình ba nền tăng giá ở đây ai nói xấu mình cũng chịu tại vì sao tại vì trên line nó trên line tăng ở đây xấu gì mà xấu và cổ phiếu ngân hàng nó không xấu làm sao chúng ta xấu được bản chất của nó mẫu hình ba nền tăng giá này nền một này nền 2 này bắt đầu nền 3 nó đang thiếu gì dòng tiền nó lên thôi và chỉ cần dòng tiền nó lên sau thì nó sẽ vào sóng các bạn nào có cái nắm giữ thôi còn trên nó vẫn lại tăng mà bây giờ nó chỉ cần vùng dốc khoảng 11 9 thôi là nó sẽ vào sóng đấy các bạn nào có cái nắm giữ thêm còn nhìn chung con mệt bê cũng khá là ổn này đến những chu kỳ đầu tiên của nó các bạn thấy đi đoạn này nó cũng tạo ra mô hình ba nền tăng giá gì đó Như, như ở đây bạn thấy đi, nền một này nền hai này bắt đầu nền ba này nó rủ bỏ nó sai quay chán chơi sao nó sẽ bắt đầu bước vào nhịp tăng À, có nhiều cổ phiếu khác mang mình ba đường tăng giá rất là thành công ví dụ con năm long này đây này nền một này nền một này tiền lớn lên, lên này nền hai tiền lớn đánh này nền ba này bắt đầu bước vào cái gì vậy? sai quay sai quay này một thời dài phiên này giờ sống tăng này và chỉ cần nó sai quay đoạn này thành công thôi vậy chúng ta ổn thôi ngân hàng sai quay nó đánh được cây này sẽ vào sóng vượt nghìn ba là việc hiển nhiên thôi quan trọng bây giờ bạn có dám cược hay không nếu các bạn không cược bạn sau này thắng nếu bạn mất hết cược sau thì bạn sẽ không thể cược nên đoạn này là đoạn chúng ta cược và cược với tỷ trọng vừa phải là có thể là đánh 50 đến đến 70 hoặc có thể là 80 trăm tiền cổ phiếu và chúng ta nắm 20 30 trăm tiền thôi khi nào vào sóng xong ta sẽ gia tăng đêm nếu thắng thì sẽ thắng lớn thua thua bé đó là bí quyết thắng của mắt money đấy nên nhìn chung những cổ phiếu ngân hàng các bạn thấy vẫn ổn mà Rồi bạn nhìn qua BID xem nó ổn không BID này BID gì đó mình thì nó vẫn ổn bình thường Trên lại tăng nó bứt phát trên lại giảm này Trong ngân hàng ở đây nó quay lại test là việc bình thường Nó test là đây một xíu này đó, Nó cân bằng sai quay về phiên này Bắt đầu mới hướng lên Còn bạn nào có cái giữ giữ thêm Còn mua mới đó mình thì chờ thôi Ví dụ ở đây là một hình gì đây Vai đầu vai đây này vai này đầu này vai này ở đây là đường đây là đường test của nó này rất dễ dàng đánh lên giống như đoạn nào, à? giống như đoạn này này nó cũng tạo ra mô hình vai đầu vai này, vai này, đầu này, vai này, đây là nhịp test đó này, thì sau đó vẫn có thể bước vào và tăng này, dòng tiền vào đánh lên Sau thì bạn tham gia, dòng banh nhìn chung nó khá đẹp đấy, tiếp tục những cổ phiếu gì ở đây, STB đi, STB bạn cũng thấy tương tự như vậy này, bạn thấy lên đây muốn tăng liền làm sao tăng liền nữa bạn, muốn hình vai đầu vai thì sao nó cũng phải cần có biên độ tích lũy, giống như cây tre bạn thấy đi, nó muốn tăng sao ạ, à? và đúng mọc cao sao thì phải cần một thời gian gọi là nó nó mọc rau đúng giờ mọc rễ và nó phải đi sâu xuống lòng đất nó mới giữ được trước những cái cơn bão thị trường hoặc là những cái cơn bão của cái ngoài tự nhiên cây tre người ta phải dành 3 đến 4 năm đầu tiên để người ta mọc rễ sau đó bắt đầu 1 đến 2 3 đến 4 năm đầu tiên để mọc một ngày đâu khoảng 1 mm 1 cm gì đó nhưng mà sau năm thứ mấy à sang năm thứ năm thì mỗi ngày tăng 30 cm mà cổ phiếu cũng tương tự như vậy các bạn muốn thắng dày sao thì bạn phải chờ cho nó mọc rễ dày tại vì thị trường này sẽ có quy luật như kết quả nếu tích lệ càng lớn nó sẽ tăng càng lớn tích lệ càng nhỏ nó sẽ tăng càng nhỏ chứ ví dụ như bạn hiểu ra ví dụ như một cái người ấy, một cái người mà người ta làm lâu năm trên thị trường chứng khoán hay là làm lâu năm trong lĩnh vực nào đó thì cái cái mức độ thăng tiến của người ta thì người ta sẽ thăng tiến cao hơn so với những người mới vào làm những cái thực tập sinh thì cái thị trường này cũng tương như vậy các bạn thấy đi mỗi cổ phiếu con CTR ví dụ như ở đây nó tích lũy đâu khoảng 3 phiên nó chỉ tăng một phiên thôi đây này nỗ lực nguyên nhân kết quả này tích lũy ba bốn phiên tăng một phiên bốn phiên tăng 1 phiên bốn phiên tăng phiên nhưng tích lũy dài hơn sao ạ à? dài hơn tăng dài hơn tích lũy dài hơn nó lại tăng dài hơn tích lũy dài hơn sao ạ à? thì nó lại tăng dài hơn hay các bạn thấy KBC đi tại vì sao lại có một cái nhịp tăng cực kỳ mạnh ở chu kỳ năm 2022 thì bạn thấy cái độ tích lũy của nó này nó tích, tích lũy tích bằng năm tích lũy từ năm 2014 này tích lũy cho đến khoảng năm 2020 này 6 năm này thì mới có một nhịp bung cực kỳ mạnh như này, này. từ đây tới đây này, Nó tăng một phát lên khoảng 300 phần trăm là bình thường hay con xe cũng tương tự vậy đấy bạn thấy đây cái cái nỗ lực và cái cái nguyên nhân của nó lớn này nó tích lũy từ bao nhiêu nó tích lũy từ 2014 nó tích lũy tới bao nhiêu tới 2021 đó, các bạn biết bao nhiêu năm không nó hơn uh, 6 năm đúng chưa và các bạn thấy đi nó tích lũy như thế thì sao nó mới bắt đầu có một cái nhịp tăng này ít 10 này đúng chưa nhân 10 tài khoản từ giá như từ giá 10 lên giá khoảng trăm mấy lúc trước chi trước chi cổ tức ấy. nó là như thế đó nên vì sao bạn thấy cổ phiếu càng tích lũy dài thì cái đó là cái giai đoạn chuẩn bị cho một cái con sóng mới nên vì sao chúng ta có thể kỳ vọng được đối với những cổ phiếu ngân hàng đang tích lũy dài mà nên vì sao có stb này cho nó tích lũy sẽ quay lại thêm ở đây nó cân bằng lại thêm chúng ta có điểm tham gia còn nhìn chung dòng tiền cũng đã vào thì vào làm sao thoát ra dòng tiền mới vào làm sao thoát ra ở đây cho xe quay thêm còn bây giờ phân phối phân phối cho ai có ai có lãi đâu phân phối giống như các bạn thấy đi các bạn thấy mấy cái bọn lừa đảo nó sẽ lừa các bạn như thế nào có phải là lần đầu tiên nó dụ bạn nạp tiền nó cho bạn ăn không ví dụ như bạn nạp 10 triệu nó cho bạn ăn 5 triệu bắt đầu bạn nạp hai triệu nó cho bạn ăn 10 triệu nó cho bạn nạp trăm triệu nó cho bạn ăn năm triệu đến khi các bạn nạp lên tỷ sao ạ à? thì mới bắt đầu cái gì nó đem tiền của bạn nó chạy nên thị trường chứng khoán tổ chức cũng đánh như thế đấy. Các bạn khi nào các bạn còn gì à, còn nghi ngờ, còn lo lắng, sợ hai đỉnh ba đỉnh và 10 ông ấy, thì đã chín ông ấy là hồi chúng ta rơi hoặc là một ông hai ông gì ấy, vẫn còn bất đồng quan điểm về thị trường lên hay xuống ấy. thì lúc đó là lúc thì chúng ta vẫn cứ còn ổn. Còn lúc mà nhiều người cứ nói ở thì chúng ta lên và lên nghìn tám nghìn chín gì đó thì lúc đó thì chúng ta mới không ok. Còn đoạn này chúng ta vẫn ổn sao thì cứ tập trung cổ phiếu thôi nhìn chung dòng ngân hàng bạn đánh giá sơ lược qua thấy ổn mà đúng giờ thì dòng ngân hàng ổn thì chúng ta sẽ tự động ổn thôi tiếp tục dòng bất động sản đi ví dụ như vết mờ này vết mờ cũng là cổ phiếu bạn có thể canh mua chu kỳ phía sau đây mình phân tích cho bạn dễ dung ví dụ như một cái dòng tiền vào thì làm sao thoát ra và khi dòng tiền này nó vào sao ạ à? nó gặp lại cản thì nó sai quay về bình thường tại vì trên đây nó sẽ có nguồn cung do tôi kẹp hàng bán ra này có lại bán ra thì sao nó phải cần sai quay thêm thì ở đây nó là một cái mô hình gọi là vít thì bạn thấy đây là sc là điểm sell lên mắt là điểm tổ chức hội định giá và khi tổ chức hội định giá thì sẽ phục hồi tự động lên ar tại vì bản chất ở trên cao á nhà tư đang kẹp hàng thấy cổ phiếu phục hồi lên người ta muốn bán ra hay không đương nhiên sẽ không muốn ra và khi mà cung không bán ra mà cầu vào sao thì cầu nó sẽ lớn cung cầu lớn cung sao thì nó sẽ phục hồi tự động nhưng mà tổ chức không muốn gom hàng nó phải họ gom một ngày họ gom nó khoảng là nhiều ngày và khi tạo ra AR này sẽ chắc chắn có những nhịp rơi trở lại để kiểm nghiệm nguồn cung tại vì ở đây tổ chức họ cần gì à? cần để có thể là gì à? cần để có thể là là hấp thụ những cái lượng cung đó cũng như là kiểm nghiệm lượng cung ở trên thị trường còn nhiều hay không thì ở đây tổ chức họ chỉ kiểm nghiệm lượng cung thôi đem hàng bán xuống nếu tư cá nhân còn hàng nhiều hàng sao thì sẽ tạo ra nhiều cái điểm test lại và khi mà nhiều lượng hàng nhiều thì vol nó sẽ to test đến khi nào bạn thấy vol thấp vol thấp cuối cùng thì bắt đầu nó sẽ làm như vậy. một cú robot cuối cùng là spring để hấp thụ hết lượng hàng và hàng nguyên một sau nó sẽ đánh lên nhiều tướng mua mua giá cao và ở đây xung lực cũng rất mạnh đoạn này các bạn sẽ quay thì đoạn sau nó vẫn có thể tiếp tục đánh nên đầu tư muốn có cái nắm giữ và đoạn này nó sẽ quay một vài phiên thôi nó vol thấp trở lại và xuất hiện tín hiệu dòng tiền vào sẽ là cái điểm tham chiến tiếp theo còn bây giờ nắm giữ bình thường nó với VM, với VM. nếu đoạn sau kéo thì chúng ta sẽ lên tiếp tục bạn nhìn quá ông sản ví dụ con hdc đẹp không hdc vẫn đẹp mà HDC bản chất đoạn này cũng đã vượt trên trong ngắn hạn đó rồi này ở đây cũng sai quay trên trên nó gặp lại cản thì đây cho hấp tụ lại vài phiên nó tụ vài phiên nó cân bằng vài phiên sau thì nó sẽ vẫn có thể bước vào tăng nên đoạn này các bạn cứ chờ để sai quay xong đi dùng tiền nổ lên thì đó điểm mua hoặc là điểm gia tăng của bạn còn đó mình thì cổ phiếu này vẫn đang tích lũy thôi cho nó tích lũy đã thì nó lên các bạn thấy cổ phiếu nào nó đi lên trả tích lũy bạn thấy đoạn này cũng tích lũy trắng chê nó mới lên chứ bạn kêu nó lên liền sau là lên liền đây là thời gian tích lũy nó này và sau đó còn rủ bỏ nhịp nữa này nó tích lũy xong mới lên như chứ đâu phải bằng kia nó lên liền lên liền đâu đoạn này cho tích lũy đã đi đó mình đây cái nền số 2 rồi khi nó vào sóng cũng sẽ tăng rất kinh đấy nên có thể lưu ý dần đối với con HTC nó chỉ cần vào sóng thôi là cái điểm bằng tham chiến rồi tiếp tục là những cổ phiếu gì đây rồi tiếp tục là những cổ phiếu bất động sản là con gì ở đây con DG DG thì cũng được nhưng mà nhìn chung nó sẽ hơi yếu hơn so cổ phiếu khác nên các bạn có cứ nắm giữ thêm còn đây nó sẽ khả năng sẽ cân bằng thêm vài phiên và hoặc là ở đây nó sẽ có những nhịp test lại đáy tại vì đây đáy một thì khả năng sẽ tạo ra đáy hai đó còn một hình nhỏ nó có thể tạo ra vai đầu vai mới lên thường thường nó sẽ tạo ra đáy một nó sẽ có đáy hai nữa các bạn ví dụ như ở đây đi nó tạo ra đáy một này nó sẽ có nhịp test lại đúng giờ đáy hai này nó tạo ra một hình vai đầu vai dùng tiền vào sẽ là điểm thăm chiến này đó các bạn cứ chờ cái điểm này là bạn thăm chiến đó cứ điểm đó vào bằng tham chiếu để bạn đặt stop ở dưới xa này rồi bạn nắm giữ thôi mà bạn nắm giữ chờ 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 tăng tăng chứ không phải là bạn nắm giữ đây bắt đầu đáng xuống bạn bán xuống các bạn sẽ có những cái trạng thái là các bạn cứ cứ bị gọi là phô mô tâm lý cứ lên mua xuống bán á. các bạn thấy mua thì có thể là vài ngày đầu bạn lỗ hoặc là hai ba ngày sau bằng lỗ nhưng miệng nó không gặp hỗ trợ thì bạn cứ nắm khi nó gặp hỗ trợ bạn mới bán chứ bạn có tâm lý ở cứ mua 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 xong bắt đầu nó nó rơi xuống bắt đầu bán ba ngày đó là bắt đầu mua mua giá cao cứ quần qua quần lại bạn bị thua lỗ trong tâm lý đó nhưng mà bạn chỉ cần mua và nắm giữ mà nếu không phải hỗ trợ bạn cứ nắm giữ hết trên thì bạn sẽ thắng lớn nên vì sao cái tâm lý của bạn ấy, nó sẽ bị thay đổi thị trường tại vì bạn xem vấn điện quá nhiều thứ hai là các bạn cứ nhìn cái tầm nhìn quá ngắn các bạn phải nhìn tầm nhìn dài Ý, ví dụ như ở cái phía nó tích lũy dài thì bạn phải kỳ vọng to nhưng mà tích lũy dài không bạn là mua bạn đánh ngắn lên lên bắt đầu nó rủ xuống các bạn bán lên bắt đầu nó rủ xuống các bạn bán bạn phải có một cái tính gọi là lì và cái tính gọi là phải có nguyên tắc mà lì phải có nguyên tắc nha chứ không phải lì nó gãy xuống đây nó đạp xuống đây bạn bắt đầu bạn lì luôn thì sao bạn sẽ đi luôn nhưng mà các bạn thấy nó rơi nó rủ nhẹ nhàng nó không gãy nền nó rút chân lên được thì bạn cứ nắm rút chân được cứ nắm và khi nắm 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 hoài thì bạn thấy nó cũng sẽ tăng thôi bản chất thị trường chứng khoán là như vậy mà các bạn sợ các bạn mới bán bán ra thì ngay đấy còn đây nó vẫn có gì đâu bán nó rủ xuống kệ nó khi nào nó gãy đâu gãy đâu khoảng giá khoảng 14 ấy. nó không muốn chân lên thì thôi suốt cùng lắm thu lỗ năm bảy trăm đúng giờ tháng lớn thu thu nhỏ BDR đối với mình cũng đẹp này cổ phiếu này quá ok luôn đấy từ sao lên gặp lại cản nó sẽ test lại này test lại ở đây vùng giá 21 mốt đó năm bảy 7 năm bảy phiên gì nữa sẽ vào pha tăng và khi tích lại thành công thì chúng ta ví dụ cân bằng sẽ quay vào pha tăng sau thì con BR bạn vẫn có thể vào pha mua mình đánh giá rằng ví dụ như dòng ngân hàng nó sẽ kéo thì chúng ta vượt ba và dòng bất động sản sẽ là dòng đít cho thì chúng ta có thể lên dùng giá xa hơn đó nên vì sao dùng bất động sản các bạn có thể chú ý đoạn sau còn đó mình thì đọc hành vi ở đây nó sẽ là những điểm spin tại vì bạn thấy dòng tiền vào mạnh mẽ và nó giữ trên cái gáp này và cân bằng khá tốt thì chứng tỏ đây tổ chức họ đang chấp nhận hấp thụ ở vùng giá cao của nhà đầu tư đang kẹp hàng hoặc nhà đầu tư đang chốt lại bán ra và khi hấp thụ thành công thì sẽ bước vào tăng cực kỳ mạnh nếu ở đây dòng tiền vào mạnh thì đó sẽ là điểm tham chiến đó bạn và điểm đó là cái điểm cực chính nó nên vì sao đoạn này các bạn có thể chuẩn bị ngay từ đầu nếu trường vào sống thì bạn phải vào ngay để bạn vào tỷ đồng vốn lớn chứ không phải bây giờ các bạn cứ đứng ngoài đứng ngoài rồi lo lắng sợ hãi rồi à lúc chúng ta đánh lên bạn phô mô đuổi giá nó chỉnh lại bắt đầu lại cắt lỗ các bạn cứ vô mô đuổi giá cứ tâm lý như vậy hoài các bạn sẽ không có ăn các bạn phải lấy vị thế ở 50 70 đi bùng nổ lên tôi gia tăng còn nếu lỗ sao tôi lỗ trên khoảng 50 trăm vị thế mà trên tổng EV thì chỉ lỗ rất ít các bạn có 100 triệu bạn lấy ở nền 50 trăm đi như ở đây nó gãy xuống gãy nền thì bạn cùng lắm bạn lỗ nhiêu lỗ đâu khoảng 10 cho bạn lỗ 10 trăm trên 50 triệu thì bạn lỗ 5 triệu mà 5 triệu trên 100 trăm sao 100 triệu sao nó chỉ có khoảng 500 thôi còn nếu bạn thắng sao thì bạn sẽ đánh một chu kỳ Và bạn đi vốn lớn vô bằng cược thì bạn có thể là gì thắng thắng trên 100 trăm có thể bạn thắng trên một xin nữa thì nó sẽ rất là cao nên vì sao chúng ta chỉ cần nó vào sóng thôi là chúng ta có thể tâm chiến thêm còn bây giờ lấy bị thế dần là vừa KDH cũng là cổ phiếu mạnh này nó bán xuống là bị bình thường lên đây gặp lại cả bị bán là bị bình thường các bạn thấy những cổ phiếu như, như KDH đoạn này này nó bị bán ngược trở lại này von to đùng này nó vẫn có thể bật tăng bình thường nhưng cổ phiếu KDH này bạn thấy những bị bán ngược trở lại này von nó, von nó to trở lại bị bình thường và khi vol to sau đó vẫn có thể vào pha tăng nên chung KDH vẫn có thể nắm giữ này còn đó mình cổ phiếu này cũng ba lần tăng giá mình phân tích cho bạn khá nhiều con cổ phiếu này chỉ cần vùng tiền nó lên là bạn vào phân chiến được mô hình này cũng là mô hình rất thành công quy đường chứng khoán các bạn thấy nền tảng một này từng lớn đánh lên nền tảng 2 này Tiền lớn đánh này nền tảng ba này nó chỉ thiếu dòng tiền xác nhận là nó vào trên nó cứ chờ đợi kiên nhẫn thêm thôi có gì đâu mà lo lắng rồi tiếp tục ta sẽ đi qua dòng chứng khoán chứng khoán thì mình thấy là con MBS nó cũng đang cái thế cũng khá là đẹp với các bạn đây cũng là mô hình gì ạ vai này đầu này vai này nó đang thiếu dòng tiền lên và chỉ cần dùng tiền xác nhận thì chúng ta sẽ có điểm tham gia mình ví dụ bạn dính giống ví dụ ở đây mô hình này vai này đầu này vai này dùng tiền xác nhận sẽ được tham gia chứ không phải là cổ phiếu nó đang tạo ra mô hình vai đầu vai các bạn cứ đi đón trước ví dụ như bạn đón ở đây đón đây có phải bạn thấy vai đầu vai bạn cứ vào ở đây bạn múc không múc thì nó gãy như này thì sao thì bạn lỗ tại vì sao tại vì bạn cầm đèn rú ô tô các bạn phải chờ gì chờ dùng tiền xác nhận đó mới là điểm mua đúng chứ không phải là cổ phiếu ở nó đang cái thế tăng nó chưa xuất hiện rất nhiều hết ví dụ như bạn thấy đây mô hình gì đây à? mô hình này một đá hai đá vào múc ở đây đây nó chưa xác nhận vượt cái like bạn mua vào thì bạn dính nhịp chỉnh hoặc là bạn thấy đây đi những mô hình gì nó tạo ra ví dụ như ở đây này các bạn thấy ở đây mô hình này một đáy hai đáy nó chưa tạo ra bằng mút ở đây dùng tiền chưa vào thì bạn ăn nhịp chỉnh nên vì sao đối với MBS thì sao chờ dòng tiền bùng nổ lên sao là cái điểm bạn năm chiến HCM thì điểm năm chiến ở đây là hợp lý cái này tại vì mẫu hình cũng là vai này đầu này vai này chấp hộ tổ chức hấp thụ dùng giá cao đánh lên thì đây điểm năm chiến bạn nào có kiếm dẫn muốn mới sao chờ xây cái nền nữa dòng tiền lên thì bạn sẽ tham chiến tiếp theo còn bây giờ nắm giữ bình thường VCI thì yếu thì bạn đánh thì đánh những cổ phiếu MBS HCM trên cao này, đánh đánh STS trên cao này nếu nó xong thì bạn cược những con này thôi chứ đừng cược những con thấp. Hồi nãy có ví dụ bạn về ở cái tính chất của những cổ phiếu trên cao đó luôn luôn là cổ phiếu mạnh, còn cổ phiếu dưới thấp là cổ phiếu yếu. Nên VCI các bạn có thì bạn canh cơ cấu đảo hàng qua. Tại vì bạn biết trong thị trường chứng khoán này thì các bạn sẽ nhường những cái cơ hội cho cái cổ phiếu gì, đó. cổ phiếu nó to và nhường cơ hội cho những cổ phiếu nó mạnh hơn một tí mình ví dụ như bạn thấy các bạn có 100 triệu mà bạn nắm con viên đi 50 triệu nắm city gần 50 triệu và thấy con viên đi một cái đoạn nào đó nó yếu bây giờ đoạn này bạn thấy nó yếu đi các bạn bán các bạn đảo qua con gì khác đi ví dụ bạn đảo qua FTS đi thì say vì bây giờ bạn lỗ mười mấy phần trăm bạn đảo qua FTS này đến thì bây giờ sao bạn lỡ lãi mấy chục trăm nó là cái sự khác biệt nên vì sao khi tham gia chúng ta phải đảo hàng một cơ cấu liên tục trong thị trường này giữ cổ phiếu mạnh và bán cổ phiếu yếu và khi chúng ta nó vào và tăng sao, thì chúng ta phải nắm giữ được cổ phiếu mạnh nhất các bạn đừng có sợ cắt lỗ các bạn cắt lỗ là để làm gì để nhường cho cái cơ hội cho cổ phiếu mới và nhường chỗ cho cổ phiếu mới nên vì sao khi tham gia ở thấy cổ phiếu nào yếu VCI yếu như, ví dụ như cực thì vào cực con gì HCM cực FTS nó sẽ ok hơn SSI đoạn này cũng khá yếu này Các bạn có kiếm giữ thôi còn này đoạn này sẽ cần hấp tụ lượng cung thêm cân bằng thêm còn nếu nó tạo ra vai đầu vai thì bạn thấy đi chờ ở đây này nó cân bằng ít khoảng năm bảy phiên rồi đó dòng tiền một nó lên thì bạn sẽ có điểm tham chiến mua mới rồi tiếp tục nhưng bếp ai sao BSI hả để mình coi thử xem nó vậy vai đầu đây nó đang thiếu gì đang thiếu vùng cân bằng và đang thiếu cái dòng tiền thì bạn chờ cái dòng tiền vào thì bằng tham chiến còn không thì đứng ngoài tiếp tục là dòng phân bón phân bón mình đánh giá cũng khá là đẹp như bạn thấy DCM đi ở đây cũng cân bằng khá tốt tiền chỉnh nó có chỉnh không chương chỉnh nó một nhịp hai nhịp ba nhịp nó chưa chỉnh đưa cho mặt tăng thì nó cũng sẽ rất dễ ra mặt tăng bạn nào có kiếm dự ở đây cũng đang siết biên lại dần để bạn thấy nó đang siết gọi là siết biên rất chặt luôn nó chỉ đang cần gì cần một cái sự bùng nổ lên thôi ví dụ như những phiên sắp tới dòng ngân hàng nó chuyển lại mà dòng phân bón nó đánh thì nó sẽ điểm thâm chiến đấy hôm hôm vừa rồi cũng xuất hiện phiên nô no sập này là cái phiên hấp thụ cái lượng cung lên đây và phiên sau chỉ cần xuất hiện tích cung thôi là bạn thấy bị lấy vì thế và dòng tiền vào bùng nổ lên là cái điểm bằng thâm chiến nếu nó xuất hiện kịch bản này thì DCM khả năng giờ sóng rất cao các bạn cứ chờ đợi thôi và con DCM này mình đánh giá rất dễ dàng giờ sóng ấy cái thế của nó tích lũy giống như các bạn thấy những cái cổ phiếu như con gì như VGI á có một cái đoạn nó bắt đầu nó gãy xuống nó gãy xuống đúng giờ nó gãy xuống nó cân bằng nó tích lũy nó siết chặt lại như thế này này bắt đầu cái vo nó kiệt 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 lại dần đúng giờ nó xuất hiện những cái hấp thụ cung giống như cái phiên vừa rồi phiên sau tích cung cái tích cung cái bùng nổ lên sau bạn thấy nó vào sóng rất to rất to tại vì sao tại vì ở đây tổ chức họ chấp nhận hấp thụ giá cao giống như đoạn này bạn thấy nó cân bằng sai quay mà nó rủ cái thế của nó rủ xong vol bé lại dòng tiền vào sau rất dễ dàng pha vào pha tăng khi có dòng tiền bùng nổ lên và bạn thấy đi dòng dòng DCM này vẫn chưa có sóng nó vẫn chưa vào pha tan mạnh và vẫn chưa có nhịp chạy rút và cổ phiếu bạn thấy nó muốn rơi sao nó phải có nhịp rút rút kinh như thế này này nó phải kinh liên động điện này này nó mới vào nó mới bắt đầu kết thúc chu kỳ bây giờ nó chưa có tín hiệu gì hết mà bạn bán sớm thì đó mình thì bạn sẽ rất dễ dàng bỏ lỡ những nhịp chạy đó nên đó mình cái nền càng siết chặt sao sẽ càng dễ tăng nên bạn có thể chú ý đối với DCM DBM cũng tương tự như vậy này có thể kỳ vọng cái nhịp phía sau được còn bây giờ nắm giữ nắm giữ bình thường Dino sập này ở đây tín hiệu là nó sập này ví dụ như phiên sau đi đầu phiên sáng kéo, đạp cuối phiên kéo lên đi đóng cửa phiên mình đánh giá 80% nó sẽ chạy nhưng mà phải xuất hiện phiên tích cung nghe thì lúc đó bạn cũng tham chiến còn nếu mà bạn muốn tham chiến thì sao thì chờ cái tín hiệu đó đi khi nào bùng nổ lên bạn tham gia DGC nhìn chung cũng ổn này nó bán lên nó gặp lại cản thì bị bán ngược bình thường và ở đây nó sẽ quay vài phiến lại bật tăng lên thôi ở đây còn cái gap đau mà hở ra nó lấp lại này vào như gap sinh ra sẽ lấp lại trong tương lai nên cứ chờ tín hiệu lắp lại trong tương lai chúng ta sẽ tham chiến còn dòng thép thì bạn thấy đi những cổ phiếu như HSG này bạn thấy nó yếu không? nó yếu và nó yếu là sao thì chúng ta phải chờ chờ cho nó vào sóng ta mới tham gia chứ không phải là bắt đầu bạn tham gia quá sớm thì bạn sẽ không còn tiền để tham gia những cổ phiếu khác và tại vì sao nó cổ phiếu này yếu? tại vì các cổ phiếu khác nó vượt đỉnh nhưng cổ phiếu này không vượt đỉnh và bạn thấy từ dưới đá đi lên đi nó gặp trên đây nó sẽ gặp lại cản gặp lên đây nó sẽ gặp lại cản lên đây nó gặp lại cản và xuất hiện cản như này bạn thấy đi lên nó phải xoay quay lên phải xoay quay nó sẽ rất là chậm nên bạn khi nào chờ nó tích lũy đủ nó thông thoáng được đó bạn hãy tham chiến bây giờ để tiền đến những cổ phiếu khác chứ không phải là các bạn thấy ở từng giai đoạn nó có sóng này bạn đánh hôm kia có sóng kia bạn đánh sóng làm sao có lãi mình ví dụ bạn dễ dung ví dụ giai đoạn này này sóng gì ạ sóng đầu tư công thì bạn đầu tư công chứ bạn mua chứng khoán làm sao có lãi đoạn này này chứng khoán vào sóng thì bạn mua đầu tư công làm gì có lãi bạn thành nhìn đây chứng khoán gì nhiêu con còn fts nó tăng cỡ này, này tăng từ đây tới đây này bao nhiêu phần trăm điểm vào sóng nó này trăm bảy hàng trăm trong khó bạn thấy cũng đoạn này bạn là lcg đi nó đi ngang một thời gian như này làm gì có lãi đó nên bạn phải biết ở từng giai đoạn nó có sóng nào bạn phải đánh sóng đó chứ bây giờ thép thì mình đánh giá hơi yếu thì nó vào sóng thì đó mình sẽ chưa vào sóng thì chúng ta phải đứng ngoài HSG để bạn thấy đi cản khá là nhiều nắm giữ thôi mua mới mình sẽ không mua HBG cũng tương tự như vậy này Nam Kim cũng tương tự như vậy này chưa tham gia được bạn phải chờ được thêm một thời gian cho nó cân bằng tích lũy chán chê đã thì bạn mới tham chiến được còn ở đây dưới đáy thì đừng tham gia chọn những cổ phiếu trên cao tham gia trước thương mại thì massage đúng là cổ phiếu đẹp này bạn thấy đi dòng tiền đây này, này nó mới vào này vào cái đùng ngay này, này nó cân bằng với lại này thì làm sao tóc ra Thế thì bạn chắc nó phải sai quay thêm và mẫu hình này bạn thấy đây, nó đang mẫu hình VCU hẹp nó chỉ cần thiếu gì nó thiếu một cái dòng tiền này nó xác nhận vượt giá khoảng 79.5 ấy thì sau đó mới bắt đầu nó vào sóng nên những cổ phiếu này bạn nắm giữ bình thường còn nếu vào sóng thì giống như con SI cái điểm tham chiến là điểm nào có phải điểm tham chiến là cái điểm nó vượt cái gì ạ à? vượt cái cản không vượt cản chéo đó này đây là điểm tham chiến này thì đây mẫu hình gì VCU hẹp nên bạn cứ chờ tín hiệu dòng tiền vào như này bạn tham gia mà sao nắm giữ được này Vinamilk nãy cũng có phân tích cho bạn rồi đó, dòng tiền mới vào sao thoát ra bạn? Vinamilk đoạn này này dòng tiền mới vào làm thoát ra ở đây sẽ quay một thời gian lại tiếp tục nó vào pha tăng, cho nó quay lại nó retest lại cái gì à, vùng hỗ trợ đây nó quay lại test đâu khoảng giá khoảng 72 mấy nó rút chân lên trở lại đẹp là khi nào dòng tiền vào bạn có thể tham chiến cái nhịp số 2 cũng Vinamilk, mở lưu g đoạn này cũng khá mạnh, ở đây cũng cân bằng sẽ quay thêm này, nó chỉ cần dòng tiền đánh lên thì sẽ vào pha tăng còn trên nó thì nó vẫn trên là tăng thôi cổ phiếu càng trên cao nó sẽ càng mạnh nên nó nắm giữ được đối với MWG điều g rồi tiếp tục đi qua thêm vài con cổ phiếu như dòng gì đây khu công nghiệp hả idc thì đoạn này cái biên của nó hơi hơi lỏng nên bạn nào có cứ nắm giữ thêm mua mới đó mình thì chưa đâu biên của nó lỏng thì phải chờ nó siết biên lại đã bạn thấy lỏng lỏng như này chưa tăng nó phải siết biên như này này phải siết chặt lại nó mới tăng nó cứ lỏng 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 bạn cho nó siết lại bạn hãy tham gia dòng tiền vào bạn hãy tham gia bây giờ cho nó siết biên đi tại vì các bạn đâu biết nó tích lũy tới khi nào đâu có những cổ phiếu bạn thấy đi nó tích lũy lâu lắm ví dụ như ở đây nó biên lỏng bạn thấy tích lũy từ đây tới đây cũng lâu lắm chứ nó không mong ngắn đâu tích lũy từ tháng mấy à tích lũy từ tháng 2 này nó tích lũy cho đến khoảng tháng 5 bạn thấy tích lũy 5 năm tháng mà biết khi nào bật tăng trong thời gian đó bạn đầu tư những con khác bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận rồi hay bạn đi qua những cổ phiếu như con BVS đi Tìm nó như thế nào hôm trước dùng tiền cũng vào như này bạn thấy biên lỏng này đó mình cũng sẽ khó bật tăng lắm nó cứ sai quay dòng tiền ví dụ như bạn thấy đi biên lỏng nó cũng sẽ rất ít bật tăng ví dụ như đây bạn thấy biên lỏng này giao dịch nó tăng cây bắt đầu xa quay lại bắt đầu xe quay xa quay xa quay suốt vậy đó các bạn phải biết rằng cổ phiếu nó muốn tăng mạnh ấy, thì nó phải có sự đỡ giá của tổ chức và có sự gì à? sự siết biên đó từ tổ chức là sao họ phải kê trên kê dưới cho nó siết càng chặt càng tăng mạnh giống như con xe đó bạn thấy đi có chu kỳ tại vì sao nó tăng mạnh như thế này tại vì đây có sự siết biên tổ chức họ kê trên kê dưới họ tạo nhiều thứ chán nản không dám giao dịch đúng giờ thì sau đó các bạn thấy nó mới bật tăng rất mạnh giống như các bạn thấy đi các bạn muốn gì à? muốn cho cái lò xo nó bung mạnh sao thì bạn phải bóp lại thật chặt còn muốn cho gì ạ à? muốn cho lò xo bung yếu sao thì bóp đừng có chặt thì giống như cái nền nhé cái nền càng chặt sao sẽ càng tăng mạnh còn nền không chặt sao sẽ tăng yếu nên bvs bạn có ở cái giữ thôi còn muốn mới đó mình sẽ chưa mua còn dòng dầu khí thì chỉ có con BR là ổn nhất này con nào trên cao bạn đánh con đó phiên vừa rồi là điểm pivot này kỳ vọng giống như con acb vậy đó nó kỳ vọng cái phiên pivot giống như này đoạn sau nó cân bằng phiên nó sẽ đánh lên như acb nên biết ra là bạn có cái giữ này muốn tham chiến thì có thể tham chiến con này đó thì mình cũng đã đi sơ lược qua một dòng thị trường để cho bạn có thể nắm bắt và tham khảo rồi đó những cổ phiếu nào mạnh những cổ phiếu nào chú ý và những dòng nào có thể là tham chiến thì mình có nói trong video đó thì bạn có thể nói lại để xem xem kiểm nghiệm xem nó có đúng hay không và cũng thông báo các bạn ấy là trong cái thời gian sắp tới là khoảng là cuối tháng 9 đầu tháng 10 đó thì mình sẽ mở cái khóa coaching đấy cho đầu tư tham gia thì bạn nào muốn tham gia thì các bạn có thể là vào cái phần cộng đồng ấy đó để bạn tham gia khóa coaching đó đây là cái bạn vật ngầm đồng này, các bạn bấm vào đây này thì sẽ được tham gia khóa học Đó, cảm ơn các bạn nhiều nhé.